mới dĩa chưa rửa tay luôn anh em. Cứt mình ăn, mình ăn mình lên mình không cho ăn. Ướp gì khoảng 45 phút xong rồi đổ cho ăn nha. Đúng chứ. Thấm đốt than nó là vừa ổn này đó chứ. Đốt bậy nhập. Đừng đốt nữa. Nó màu bẻ mấy trái xài chín luôn nè. Nhất. Đừng đốt nữa, cháy lan qua tấm lưới kìa. Đây. Xài. Xài đi. Đừng đốt nữa, đụng tôi đập cây chết giờ. Mình còn xoài. Cái cây nãy chưa rửa thôi. Thì nhà đã ướp xong rồi đây thì xoài chứ. Không thể biết. Vàng ươm anh em ơi. Cái này anh lấy ra đi cho em xin cái bọc. Còn cái này lột nguyên cái bọc luôn nè. Chạy xuống luôn đi. Tắm què đủ, tôi có tắm đâu, nó làm xiết nó đi về nè. Có gì? Cái bàn của mình đây. Có, xuống liền đủ rồi, nó về. Kéo mẹ nó đi. Tắm gì tôi không tắm đâu, lấy cái thuốc cho nó giùm luôn. Chính nè mọi người ơi, giờ thử học dịch coi. Ôi, tốt rồi. Giờ mình khai phá con gà này ra. Quá cứ trời ơi, tôi nướng hồi lúc 12 giờ tới giờ thôi. Trời ơi, tới cái nó mặn liền đó, nó mặn rồi nó à. Nó nướng luôn, nó mà lo mặn lâu rồi cái mau đâu. Gì gì đây vậy? Bà quyết lòng nướng rồi lấy luôn để quay phim đi. Quá cứ rồi lên nè, cho Nhật nó review trước. Wow, rồi. Trời ơi, uống rượu đi, bia bọng gì. Trời ơi, vài cốc thì cho về chơi ơi. Bia ốc thì tốn tiền. Không có mà bia nó ăn đồ hồi ngon lạnh. Nhà review Nhật. Quay sát vô nha, ăn cho ngon lạnh nha. Ngồi đó ăn đi, ăn được không? Quay qua đây nè. Quay qua mở ba. Quá ngon luôn. Quýt mì quýt hết cái đùi rồi, hết mẹ nữa gà rồi. Ừ, cho nó ăn, cho nó muốn làm cộng tác luôn. Cộng tác viên luôn. Mấy bé à, nhìn qua đó kìa. Nhìn qua mở ba kìa. Chế, chở em cách kìa chế. Ôi, quá ngon rồi anh này. Ngon không Nhật? Gấp dính chưa? Dính ồ hả? Ờ, gấp dính dính nữa.
giác không? Cuối cùng cũng thành công, giờ còn món này là ngon nhất rồi. Bữa nay chưa ăn vịt, ăn một con gà và 5 con vịt. Hỏi anh Thương mà coi. Cái kêu luộc, cái luộc có 5 trứng nè, cái anh Thương vô rủ Thiện vô ăn. Có 5 trứng hết trơn rồi, ăn được cái trứng cào. Đây. Hộp vịt. Đó. Ở trứng vịt gì trong bọc? Phúi gì? Vịt giữa. Bông hộp ơi. Bây giờ quay đồ ăn hay là quay người ta? Quay đồ ăn đi. Mình xé ra nha. Chín nè. Cạp miếng đi quay. Con ăn xem cái miệng con ăn không có đẹp. Con ăn là người ta không có thèm. Thấy con gà xé là nó thèm rồi chứ. Ngon không? Chín quá, chín. Còn bằng nhiêu đó là dữ lắm rồi, không có ăn nữa, nhiêu đó no rồi. Không thấy luôn. Quê lắm, chiên nướng gì mê dữ trời lắm. Nó họ nướng, họ chiên. Còn kho, sườn kho thì nó ăn. Kho trứng được nó ăn. Ăn nó lựa thịt heo kho, nó lựa có mỡ. Ăn da. Phái da heo luôn hả? Ừ, phái da heo dữ trời. Ngon không? Đói rồi sáng ăn tới giờ. Ăn ba giác không à? Quá tới luôn anh em ơi. Ăn miếng coi chơi. Cạp đi. Ừ. Ngon. Chưa thật tắt vô. Nè, chai cầu trắng nè. Thành quả chờ đợi, cuối cùng thành công. Ngon nhật. Cậu ba hỏi ngon không kìa. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Cái nào nó khen là dữ lắm rồi đó. Ăn, nó ăn được là ngon đó, nó ăn đó. Nó bỏ tật hửi hả? Ừ. Rồi quánh luôn giết nó bỏ hửi. Cái gì đưa cho nó hửi cái nó ăn cái miếng nó hửi. Mẹ nó ăn mày ơi bánh tráng ăn cay muốn chết mà nó ăn hay mà thấy sợ luôn á, ăn trộn á. Ăn nguyên mẹ luôn. Đúng không? Trời hỏi bạn ơi. Bà. Sao không lấy điện thoại ngoài không quay gửi cho mẹ mày. Quay trực tiếp đăng trực tiếp luôn. Thử nghe cái cánh nha. Ôi dạ, dài quá, gà này gà đẻ. Cắn đi. Gịch. Gà đẻ, gà đẻ. Vô. Ai? Ai? Thiệt hả? Ừ, thằng chồng dựng máy kiếm chỗ dựng máy thằng chồng ngủ ăn bắt dòng viên hết rồi gà này hai cậu cháu gà trời đủ má lại viết làm tôi điện nữa gì gì điện mới điện hết rồi kìa điện cho ai ta đi bảy gì ừ tao mới cái ổng lấy nè thôi đi nó thương thầy Thiện lấy rồi rồi nhảy vô ăn đi. Ơ là trời ăn cái gì ghê không nội. Em phải quay mới được. Không, nhiều quốc hết luôn luôn. Ăn đi. Thôi ăn đi đừng kêu ngoại. Ông ngoại mày ra vô cẳng lắc lĩnh không ăn gì. Học dịch được chứ bị bà. Xích luôn. Ở xuống đây nè con lại đây ngồi đây. Khó khỏi. Phải cho ta. Ruộng á nó dạ. Ai nghĩ vậy nó vậy. Chê chó chê cướp. Ừ, ta nãy rửa làm sao nữa. Trời. Ha. Không thiệt đâu vậy? Đâu rồi? Đây. Mà tú chợ. Ừ. Ăn đẹp. Hai chồng nữa. Mang nè, gấp đũa ăn bấm. Ra ăn mồi. Phá mồi người ta hả? Mình sẽ ô còn nước miếng, ngọt miếng lắm. Thầy đợi đây. Còn nước ngọt lắm. Không lấy cho vợ mẹ ăn đi. Có tài có chương thử thử lên. Chú nè, lấy cho nó đi. Né. Ừ, ừ. Ừ, ngọt, ăn thử. Ừ. Được rồi. Ăn hoa câu à. Cái này. Ngon lắm. Điều gì ta phát biết hả? Ừ. Tao ngồi đây nó quay tao nhín tao luôn rồi. Mẹ mình là dân giả đồng quê mà. Các bạn nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Tao kêu cha mày uống gì? Kêu cha mày ăn gì? Hảo. Chào anh em. Chưa. Chào mừng anh em đến kênh
YouTube ăn bậy uống bạo của mình á. Kêu cha mày ăn với sao bậy mày. Có lấy lý do này nè. Mình mấy tao nãy nó sao nó quay để tao mặc quần dài vô. Mình sẽ làm những cái ẩm thực là ăn tươi nuốt sống. Đỡ dơ cái giấy. Đưa cái đậu gà lên. Ăn bậy ăn bụi. Ăn bậy ăn bụi. Ăn bậy uống bạ. Cho này vô cho ăn rồi uống đi. Xin gửi cái này đến cho khán giả nha. Trên trời vậy anh ơi. Để tầm này là được rồi. Thấy cái tay mình chéo ngon mọi người. Ăn mặt mày dính là le chứ cạp cỡ đố đi quay qua muốn hết một bụng rồi đó nè. Được nhiêu nè. Ừ, nó mới đang nóng hổi luôn uống ăn mà la làng á. Vô chợ Thảo ăn chứng đi qua chợ nhập đây lại xé xé mà lá chuối rồi cho đậu hảo mà chui tay đi ăn ngoài đồng mà ngoài đồng chui tay một lá chuối. Hiểu không? Vô nhà lấy cái khăn lau tay ra. Có nè, có khăn lạnh nè. Có kéo cửa lại không? Có. Giá trị da nè Nhật ơi. Cái đầu này chín luôn trời. Mình chín cái đó mà. Cái đầu. Cái đầu còn máu nè. Nướng lại đi. Ai ăn cái đầu nướng này. Không ai không nướng. Xỏ cái cây á. Kiếm cái cây xỏ cái đầu lên. Kìa. Tao mà hoa gì cái hình nhật nó là tao corona rồi. Ăn sặc cái hoa là nó corona. Có hột vịt giữa đó nha. Con bọc á. Về quê mình trốn corona luôn. Mình nhậu cho mình chết dịch luôn. Nhật bữa nay tới tới gà luôn hả? Tới gà. Bút nguyên đùi hảo nguyên trước cho nguyên đùi nó cạp hết đùi đó. Cho nó test trước mà. Ôi trời nó giang. Nó cạp còn nóng khối lên đó mở ba nó quay á. Hít hà nóng quá hít hà. Thế gì với tay chân mình sạch sẽ lắm các bạn ơi. Nãy mới chủ đích đó. Vợ đang có kinh, không gài 4-5 ngày không làm ăn chứ. Không nhất thiệt. Nói tầm bậy tầm bậy. Quay lên mình nói bậy quá. Trời mình sống sao con người mình vậy hả? À? Đâu có đạo đức giả làm gì. Ăn uống lịch sử nè. Ồ, lấy cái nào là cái gì? Dẻ luôn. Nè, mình ăn uống cho dù thấy nó bằng hèn phải cho ăn kiểu quý tộc nha. Có giấy rồi thì bỏ nó ra đi. Miếng da, miếng thịt. Không đâu, không gì đi. Mới ăn đâu. Ăn sao? Ăn uống cho lịch sự nè. Mới ăn tô cô. Nè. Ông. Nãy gì? Rồi mẹ đi. Mình mấy có sập thôi đây nè. Mới ăn coco mà. Ngồi đây ăn nè. À, cái đất sướng lắm ạ. Bàn Thảo làm mồi quá. Quá mồi. Cái gì quá. Ai đưa cúc tre nướng cái đầu lại. Chứ không mua đó hả? Ngọt không? Ngọt hết rồi. Không già tới già luôn. Cái búa đâu ta? Đây nè. Ta bữa mua xài nhầm, mua xài về nó nhỏ đây. Đừng quá. Ba quạng mày hả? Ừ. Làm gì? Chịu khó mặn là có ăn nè. Có mặn mới có ăn chứ không mặn mà đồ ăn thì ăn đồ bùi anh kích ấy. Ông Miên phẩm. Ông Miên mà ông bảy tưa. Ông muốn sực á thì muốn cực thì phải mấy có sực đồ ngon. Ông Miên mà ông còn biết nói ông bảy tưa hả? Ờ bảy tưa ông không nói cái ông Út Liễu á. Có đi em. Làm gì hảo? Nướng cái đậu gà. Cúng đất đai nhân trạch. Nướng gà đó. Về đậu về nghe hứng không à. Chào mọi người nha, mình là đầu bếp nướng gà. Nói đi rồi. Kênh YouTube của mình là kênh ăn bậy uống bạ. Nói đi, tắt được rồi. Lao mặt. Thôi chào anh em đi rồi, mình vô cuộc ăn nhậu rồi mình nói chuyện cũng không được chững chạc chút đâu. Để anh em chán mình dữ lắm. Hẹn em vào clip sau nha. Mình sẽ làm một món này cho trời lắm. Bye.